giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm diệt khuẩn này nha. Cũng như video lần trước, Jenny có giới thiệu cho các bạn combo thuốc thần thánh trong mùa dịch đó các bạn. Hôm nay thì Jenny sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm diệt khuẩn này nha. Bộ của nó bao gồm là một chai nước khử khuẩn Aspa của theo công nghệ Hoa Kỳ đó. Rồi một cây súng bắn diệt khuẩn, một bình xịt diệt khuẩn luôn. Đây là một bình xịt phun sương mini nha các bạn đó. Rồi bây giờ Jenny đây, cái nước này là theo công nghệ Hoa Kỳ, nó không có chứa cồn, cũng không có lạc công, không có chứa hóa chất đó các bạn. Cái này là một hợp chất đó các bạn. Cái này có thể dùng cho các trẻ nhỏ đều xài được, bởi vì lỡ mà có bắn vào mắt, mũi, miệng hay chỗ nào đó trên cơ thể thì không có bị làm sao hết đó, bởi vì cái này không có cồn nha các bạn. Rồi tiếp theo là cây súng nè. Cây súng mở ra bên trong đây, lấy ra nha. Bên trong đây thì có một cái đồ đo nhiệt kế nè. Bên trong có một cái dây sạc. Cái súng nè, đây là cái súng nha. Cái súng này ở trên đây á thì nó có một cái đèn UV để diệt vi khuẩn khá là dễ dàng đó. Trên đây thì có những cái nút bấm, mình sẽ ở trên đây còn có siêu luôn, mình sẽ mở ra để cho nó bấm một xíu đó. Đó, có nút bấm nè, tùy theo những nhiệt độ nha. Rồi tiếp theo đây là một cái đồ đo nhiệt kế tự động mini. Cái đồ đo nhiệt kế này rất là nhỏ gọn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ, cái này thì các bạn có thể cắm vào điện thoại, iPad đó các bạn. Rồi mình không có điện thoại nên mình sẽ cắm vào iPad nha. Đây mình sẽ cắm cái đầu này vào nè, vào cái chỗ mà cắm dây sạc của các bạn á, cắm vô để cho nó ra. Không cái gì để một xíu nha. Không biết nữa các bạn ơi, cái này thì mình sẽ đo trên trán để biết nhiệt độ nha. Okay. Chắc nó có pin hay sao đó. Mở vô lại. Rồi. Cái súng đây, quan trọng nhất là cái súng này nè. Đây là một cái đèn UV này các bạn. Ở dưới đây thì các bạn sẽ bỏ cái nước khử khuẩn Aspa này vô cái bình này nè. Bỏ gần đầy thôi cũng được. Bây giờ mình sẽ bỏ cho các bạn xem luôn nha. Ok. Bỏ vô nè. Cái này bạn phải bỏ từ từ thôi. Mình sẽ bỏ vô nha. Mình sẽ bỏ vô nè. Cái bình. Gần đầy thôi các bạn. Bỏ vô có đổ thì cần hơi à. Đóng nắp lại nha. Sạch xong cái đóng nắp lại nha.
là bụi hay gì đó nó bay vô thì giảm tác dụng của cái nước này đó. Jenny sẽ giới thiệu xong mà Jenny sẽ bắn thử cho các bạn xem nha. Ok, tiếp theo đây là một cái bình xịt. Mình xịt xịt đó. Xịt cái nước xịt này á thì xịt mọi ngóc ngách được luôn đó. Nước xịt này có thể xịt lên đồ ăn cũng không có bị gì đâu các bạn. Đây là một cái bình xịt phun sương nè. Đó, Jenny sẽ xịt như vậy nè. Đó, xịt. Rồi. Nó cũng không có nhiều mùi lắm đâu. Jenny sẽ bấm cho các bạn xem nha. Nó có từng cái điều chỉnh như vậy nè. Có nút điều chỉnh nên nè. Rất là kiểu như là rất là tiện lợi luôn đó. Nhỏ gọn có thể mang theo mọi lúc mọi nơi luôn. Để xịt tất cả mọi ngóc ngách để diệt một con những con vi khuẩn đáng ghét ra xung quanh mình nha. Rồi, giờ Jenny sẽ bấm cho mình xem nha. Bấm nút đây nè. Đó, bắn nè. Đó. Đó, nó nút mạnh luôn nè. Đó, rồi tắt. Đó, nó có 3 chế độ. Mạnh, nhẹ, mạnh. Mạnh. Ủa, nhẹ rồi. Vừa rồi tới mạnh nha. Đó. Wow. Nghe cái tiếng đó, nó to lắm luôn á. Giờ thì nó sẽ xịt lại nha. Wow. Đó, xịt tất cả mọi góc ngắn luôn. Nó có cái đèn tiếng này các bạn thấy không? Đèn UV màu xanh xanh nè. Đó, khi mà mình bật lên là có một cái đèn UV đó. Wow. Trời ơi, rất là tiện lợi luôn các bạn. Cái công cái này có thể bắn xa đến 2 mét luôn đó nha. Wow. Bắn gì mà xa quá vậy ta? Xa vậy thì các bạn à, hãy mua thử cái sản phẩm này về đi. Cái combo này về đi thì xài rất ok luôn á. Đây, cái này thì các bạn có thể xịt ở đâu cũng được đó. Cũng mà xịt thường vậy đó. Đó. Đây là bình, cái súng này các bạn. Đó. Rất là đẹp và rất là tiện lợi luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ, giờ nếu mà các bạn thấy combo này tiện lợi và có thể áp dụng với các bạn thì hãy cho Jenny một like, một share và bấm nút đăng ký giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở